Among man, Lobo, among horses, red hair. Out of my sight! Yeah.
Ok, và xin chào anh em. Lữ Bố là một trong hai cái vị tướng update ngày hôm qua tựa game Out của đấu trường Vinh Quang cùng với Lát Sư anh em ạ. Và hôm nay thì sẽ trên tay review và trải nghiệm dẫn anh em cách đánh, cách build đồ và build ngọc cho cái vị tướng này khi mà chúng ta đi rừng. Vị tướng này thì là một vị tướng đấu sĩ. Chúng ta có thể là mang đi top, mang đi solo được, rất là khỏe. Chúng ta có thể là mang đi rừng, gank rất là tốt, cũng gank rất là ok bởi cái chiêu thứ ba và chiêu cuối. Ê, hôm nay chơi skin luôn, trang phục luôn. Trang phục đó chính là kỵ sĩ vũ trụ. Vậy là tổng thể mua vị tướng này hết đâu đó là gần 700 kim cương, 400 tiền trang phục và là hơn 200, 200 rưỡi tiền tướng. Và nó rẻ như vậy là vì sao? Là vì ở đây nó có cái cửa hàng bí ẩn đấy anh em, giảm giá cửa hàng bí ẩn đấy, khá là thơm. Như đoạn đầu anh em đã xem cái highlight, cái sức mạnh của cái vị tướng Lữ Bố này. Nói chung là cũng rất là da dỉ đấy và đáng cái đồng tiền bát gạo vãi xoài luôn. Nhất là cái trang phục này anh em. Trang phục nhìn chuẩn trang phục siêu phẩm, rất là đã. Rồi chúng ta đến với bộ kỹ năng của Lữ Bố. Lữ Bố của chúng ta thì sẽ có 4 kỹ năng. 4 kỹ năng anh em ạ. Kỹ năng đầu tiên đó chính là kỹ năng địa chấn. Lữ Bố múa kích tạo ra một cái đợt nộ khí hướng tới cái hướng chỉ định, gây cho kẻ địch sát thương vật lý. Và lấy một mục tiêu là tướng địch thì sẽ đánh dấu trong 4,5 giây. Thời gian này thì Lữ Bố sẽ nhận được cái tầm nhìn của mục tiêu, lộ vị trí. Chiêu thứ hai đó chính là khiên phòng hộ. Lữ Bố tạo khiên hộ thể có thể hấp thụ sát thương. Thời gian tồn tại lá chắn sẽ gây sát thương cho kẻ địch xung quanh. Với cái sát thương phép, lá chắn duy trì trong vòng 5 giây. Vừa khỏe lại vừa gây sát thương nữa thì khó chịu đấy. Chiêu thứ ba đó chính là vó ngựa hủy diệt. Lữ Bố dần dần nâng tốc chạy bản thân trong vòng 5 giây. Đòn đánh thường đầu tiên trong cái thời gian tăng tốc sẽ đột kích mục tiêu, gây cho cái kẻ địch sát thương của một đòn đánh thường và đẩy lùi làm choáng mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đồng thời thì sẽ gây thêm sát thương vật lý, sau đó thì hiệu ứng tăng tốc của Lữ Bố sẽ bị xóa bỏ. Rồi, chúng ta đến với chiêu cuối này. Chiêu chiến thần vô địch, Lữ Bố sẽ xông với cái hướng chỉ định, gây cho kẻ địch xung quanh và kẻ địch đi qua sát thương vật lý. Nếu mà mục tiêu đang bị đánh dấu thì sẽ xóa bỏ cái đánh dấu của mục tiêu, sau đó thì hồi lập tức chiêu cuối luôn. Đấy, cứ đánh dấu được ở trên đầu tướng thì anh em sử dụng chiêu cuối, lướt đi thì nó lại hồi lại chiêu thôi. Đó là bộ kỹ năng của Lữ Bố trang bị trong cái clip ngày hôm nay, trang bị trong cái clip này. Clip đi rừng thì mình nên cho nó nói chung là vừa lai sát thương đấy, vừa lai thủ, vừa lai sát thương và lai phủ em nhá. Đồ mình sẽ để ở cuối video ấy, anh em có thể theo dõi lại ngọc ở trong cái clip này và ngọc của AD, nói chung là sát thương vật lý ấy, thì mình nên cho nó full ngọc sắt, ngọc chí mạng ở cái ngọc xanh lá cây, full ngọc chí mạng xanh lá cây. Ngọc lam là sát thương vật lý một chút chí mạng, có hút máu một tẹo. Ngọc đỏ thì full sát thương vật lý, ngọc tím của mình thì chí mạng rất là nhiều, sát thương vật lý kèm hút máu. Hiện tại thì mới cũng chỉ gọi là cố gắng cho cái bảng ngọc và vật lý và bảng phép thì full ngọc 5, chứ còn chưa thể làm mà nâng được các cái bảng ngọc khác cho đấu sĩ hay là cho tanker. Đấy, tướng nào vật lý thì mình dùng bảng vật lý, còn tướng nào dùng phép thì mình dùng bảng phép thôi. Ok. Vị tướng này như đầu mình nói thì rất là cơ động bởi cái chiêu thứ ba và chiêu cuối. Biết tích cái nội tại đánh dấu của tướng địch ấy và dùng chiêu cuối thì nó sẽ dễ hơn. Biết chơi vị tướng này rất là khỏe, solo không ngán vị tướng nào đâu. Solo đường, solo tay đôi rất là khỏe luôn, kể cả cũng không ngán quan vũ. Không ngán quan vũ đây anh em ạ. Lữ Bố thì trang phục thường đã ngầu rồi và mặc thêm cái trang phục siêu phẩm, trang phục vũ trụ này nữa nhìn càng đẹp thêm. Đấy, mang cái trang phục này vào trong trận đấu thì ai cũng khen, ai cũng trầm trồ bảo là trang phục đẹp thế. Thực sự nó rất là đẹp. Và cái vị tướng này nếu mà anh em mang đi đấu rank cao thủ ấy, thường là họ sẽ cấm đầu tiên, cấm cùng với Lát Sư luôn. Cấm đầu tiên anh em ạ. Anh em thấy là vị tướng mới ra mà nó cấm đầu tiên khi mà đi leo rank cao thủ thì em biết là nó cái sức mạnh của vị tướng này như thế nào. Đi solo đường thì anh em mang tele, không dùng được tele thì em mang tốc biến hoặc mang thiêu đốt.
đi rừng thì tất nhiên là trừng phạt rồi. Ok, nói thế thôi em ạ. Bây giờ anh em hãy cùng mình xem hết gameplay của trận đấu này, cũng như là để mà cho anh em biết được, anh em xem được là cái vị tướng này có đáng cái đồng tiền này không, để mà anh em xúc chơi neo rank cho nó dễ. Rồi, và hẹn lại anh em vào các clip tiếp theo. Retreat. Lord Judgment. Went all the way. Out of my sight. An ally has been slain. Attack enemy's gems. Killing spree. Unit, I have no reason to let you alive. Attack. Went all the way. An enemy has been slain. Double kill. Lord Judgment. You have to become our trouble now. An enemy has been slain. Attack! Rally! Attack Dark Slayer! Retreat! Your team has destroyed a tower. Back all the way! Rally! Godlike! I fear no man. Attack. Like me. Stay away. Ulysses, I have no reason to let you alive. Retreat. Been slain. Attack! Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. My blade rang like a strong wind blow. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a barrack. Your team has destroyed a tower. In battle, I answer with my blade.